Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp Gian XTC khung nhôm, được sử dụng bộ vành 26 inch, bộ chuyển động Shimano Atut và được thêm cả phanh dầu, với mức giá đang bán tại cửa hàng chỉ có là 6.200.000. Thì đây là một chiếc xe mà rất là rẻ để cho các bác, những bác đang tìm kiếm chiếc xe đạp để thể dục rèn luyện sức khỏe. Hiệu Gian khung nhôm sử dụng trên chiếc xe là công nghệ nhôm Alux SL, một cái công nghệ nhôm siêu nhẹ. Đây, công nghệ nhôm SL, Alux SL. Công nghệ độc quyền của Gian và giúp thương hiệu Gian này nổi tiếng trên thế giới về cách về công nghệ làm khung, khung nhôm. Phải nói là chắc chắn nhất thế giới với cái công nghệ này. Và đây là model SL, nhôm Alux SL là loại nhôm mới siêu nhẹ và rất là bền của Gian, được sử dụng trên chiếc xe này. Do là đã qua quá trình sử dụng mà là xe bãi nên là xuất hiện những cái vết xước. Ngoại hình xe thì nó xước cũng không được đẹp lắm, nhưng mà đổi lại thì được bộ khung và phanh dầu, đã có phanh dầu rất là ngon. Trong cái tầm giá thì có là 6.200.000. Các bác mua về thể dục hàng ngày rèn luyện sức khỏe thì rất là tốt. Bộ đề Antut rất là ngon trong cái tầm giá. Bộ đề 8 lít và gạt đĩa trên Shimano Tourlay 3 đĩa, 24 tốc độ khác nhau. Vành bánh 26 inch. Phần ghi đông thì xe được sử dụng bộ tay bấm xả của Shimano với đây 8 speed, 18 càng lít, và bên này là 3 tấn đĩa. Trang bị bộ phanh dầu của Techo, với cái tầm giá này mà có phanh dầu dùng là rất là ngon rồi. Nó sẽ vào đo size của xe và test chuyển động để cho các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Đó. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Cái xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 56 cm. Thì xe của các bác đi từ khoảng 1m63-64 đến 73-74-75 đi gặp phù hợp. Rất mượt mà, có nhìn trên hình. Rất là trơn tru. Không có lỗi lầm gì. Và giá bán như em thông báo ngay từ đầu video chỉ có là 6.200.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình, cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em bên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.